xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 27 tháng 8 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả các hạng mục đầu tư kinh doanh vẫn chưa được hoàn thành đúng theo dự tính. Do ảnh hưởng của ngày tương xung nên Điềm Bảo có mâu thuẫn xô sát với đồng nghiệp gây cản trở ít nhiều tới việc thể hiện năng lực của con giáp này. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, tuổi tỷ và nửa kia đang đắm chìm trong những giây phút thăng hoa, nồng nàn cảm xúc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tỉnh tới chuyện về chung một nhà. Tài chính, Vân trình Ta lọc trở lại đã tới lúc bản mệnh cần xuất tiễn các dự án kiểm tiền dự phòng để cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Cẩn trọng, tâm tĩnh bất ổn và khó giữ được bình tĩnh nếu như bị chèn ép quá mức. Tuổi giáp tỷ, quý nhân nâng đỡ vận trình hành thông. Tuổi bính tỷ, không giữ được bình tĩnh nên dễ mất kiểm soát. Tuổi mậu tỷ, nên cư xử trừng mực để không làm mất lòng người khác. Tuổi canh tỷ, nắm bắt thời cơ để gây ấn tượng với mọi người. Tuổi nhầm Tý nên thận trọng, tỉnh táo trong những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ. Con số may mắn số 6, số 32, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc Vận trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn định tham vọng của người tuổi Sửu chưa bao giờ dậm chân một chỗ mà luôn có xu hướng tiến tới các mục tiêu cao hơn. Nhưng để đạt được điều đó thì đòi hỏi ở bản mệnh một tinh thần vững vàng kiên trì và bất khuất. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hoa, ngũ hành tương sinh cũng cố tinh thần tích cực ở người tuổi Sửu trong các mối quan hệ. Bản mệnh luôn tin tưởng vào việc cử trao đi yêu thương chân thành thì ắt sẽ nhận được hạnh phúc đích thực tài chính, vận trình tài lộc tăng tiễn, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh giúp bản mệnh có thêm động lực để kiếm tiền. Cẩn trọng, đào hoa vượng dễ khiến người độc thân gặp những thị phi rắc rối không đáng có. Tuổi ất sửu có cơ hội thực hiện được những lý tưởng độc đáo và sáng tạo. Tuổi đinh sửu được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến. Tuổi kể sửu viên tập học sức mạnh của mọi người để tạo ra một tập thể đoàn kết. Tuổi Tân Sửu, sức mạnh của tập thể sẽ chinh phục được mọi đỉnh cao. Tuổi Quý Sửu, gia đạo êm ấm, vợ chồng tin tưởng và chia sẻ với nhau. Con số may mắn số 8, số 10, màu sắc may mắn màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu. ba Tứ vi hàng ngày của tuổi Dân. Công việc Vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Gặp ngày tam hợp nên những chủ hộ bắt tay thực hiện việc gì cũng đều dễ dàng suôn sẻ. Tinh thần hăng hải, thái độ cầu thị chính là những yếu tố giúp bản mệnh có được sự ưu ái từ cấp trên. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, tuổi dần đợt thân tham gia các hoạt động tập thể thì có cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương sẽ được nâng cao. Tuy nhiên, còn giáp này cũng cần cân nhắc thận trọng, trở lầm tưởng tình yêu với cảm giác tình thích nhất thời. Tài chính, vận trình ta lọc khả quan, những biểu hiện tốt trong quá trình làm việc giúp cho con giáp này có nhiều cơ hội được thăng lương thưởng. Cẩn trọng, sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là các hoạt động của gan. Tuổi giáp dân vất vả làm việc một mình nhưng không được giúp đỡ. Tuổi bệnh dân khó khăn không lùi bước tập trung cố gắng hết sức mình. Tuổi Mậu Dần có cơ hội phát tài đặc biệt là người làm về kinh doanh đầu tư. Tuổi Canh Dần tình cảm có nguy cơ rạn nứt và thậm chí đổ vỡ. Tuổi Nhâm Dần khó giữ được bình tĩnh sản xuất trong các viết định không thể nào xảy ra. Con số may mắn số 3, số 6, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 4 tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn là người tài năng không khéo xong chính thái độ tiêu cực mà bản mệnh thể hiện ra đã gây không ít những ác cảm đối với những người xung quanh quá trình làm việc với tập thể cũng gặp nhiều trở ngại và còn dắp này dễ bị cô lập trong môi trường đó tình cảm vận trình tình cảm có điểm xấu Tính cách nóng nảy kiện con giáp này thường có sở hưởng trước mọi bực dọc lên nửa kia của mình. Các cuộc cãi vã cử tăng dần theo thời gian, dần tạo ra vết nứt cho mối quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc khá xấu, ảnh hưởng của kiếp tài cho thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm về tiền bạc. Cẩn trọng, nên thật thận trọng trong tờ quyết định liên quan tới tiền nông. Tuổi ất mão có tin vui về đường tài lộc, tiền bạc rụng rỉnh. Tuổi đinh mão nên có kế hoạch quản lý tài chính khoa học để phòng nhận thất thoát ngoài ý muốn. Tuổi kỷ mạo, tình cảm xuất hiện vết nước đáng lo ngại do niềm tin mất dần. Tuổi tân mão thời gian khiến tổn thương ngày càng sâu đậm. Tuổi quỷ mão tình cảm đứng ở lưng chừng rõ ren. Con số may mắn số 58, số 36, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá vất vả. Đây là thời điểm thích hợp mà con giáp này cần nhanh chóng thực hiện các kế hoạch đã xây dựng từ trước. Cùng với bản lĩnh vững vàng, bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công vượt ngoài mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng êm ấm, Bên cạnh tình yêu thì các mối quan hệ khác như gia đình, bạn bè của người tuổi thân đều có những chuyển biến tích cực. Còn giáp này hãy cứ an tâm tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông. Các kế hoạch, dự án được xúc tiến kịp thời mang lại cho bản mệnh doanh thu đáng cản kể. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe không tốt, hạn chế sử dụng thực phẩm kém chất lượng. Tuổi, giáp thân, công việc tiến triển thuận lợi hiệu suất ổn định, tuổi bình thân vội vàng hấp tấp nên khó tránh khỏi rủi ro, tuổi màu thân cần cởi mở và trao đổi chia sẻ với những người xung quanh nhiều hơn, tuổi canh thân ý tưởng bị gạt đi trước nay lại được nhìn nhận lại, tuổi nhâm thân được đánh giá cao nhờ sự sáng tạo và biết vận dụng ưu điểm, con số may mắn số 2 số 9 màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ, tuổi dân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, vốn là con giáp thông minh, nhanh nhạy, lại biết đối nhân xử tế, nên con giáp này luôn được cảm tình tốt từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, chính vào sự tự tin quá mức dễ khiến cho người tuổi này ngủ quên trên chiến thẳng. Tình cảm vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt khoảng cách trong tình yêu dễ làm rạn nứt mối quan hệ giữa các cặp đôi yêu nhau hơn bao giờ hết dù bận rộn thế nào thì người tuổi tỵ cũng đừng quên quan tâm hỏi hàng tới nửa kia của mình tài chính vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn thực thần đem tới cho con giáp này cả nhiều tin vui về tài chính đặc biệt là người làm kinh doanh hay buôn bán cẩn trọng sức khỏe đáng lưu tâm, ngay cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Tuổi ất tỵ làm việc vất vả, công việc rõ ràng. Tuổi đinh tỵ không nên quá khắc khe trong chuyện tình cảm. Tuổi kỷ tỵ có thể bị cấp trên phê bình vì sai sót trước đó. Tuổi thân tỵ đề phòng những hiểm họa khôn lường. Tuổi quỷ tỵ tổn thương tình cảm do ngộ nhận cảm xúc. Con số may mắn số 93, số 17 màu sắc may mắn, màu hồng nhạt, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Ngày tự hình gián tiếp khiến cho người tuổi ngọ trở nên hiểu thẳng và kiêu ngạo trong quá trình làm việc. Bản mệnh nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình tới cùng và tuyệt đối không có thiện ý lắng nghe, tiếp thu đóng góp ý kiến của người khác. Tình cảm, vận trình tình cảm, cảm sắc, đo lửa yêu nhau liên tục nảy sinh mâu thuẫn, cãi quả, quyết liệt vì những bất đồng trong suy nghĩ, cộng thêm phản ứng thái quả của người tuổi ngọ dễ tạo nên vết thương lòng sâu sắc cho nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, may nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà con giáp này vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu. Cẩn trọng, thương đại vấn đề cảm xúc chi phổi tới các quyết định quan trọng, tôi chấp ngọ tính cách hiểu thẳng gây ra nhiều chuyện giờ khóc giờ cười tuổi bỉnh ngọ có năng lực nhưng không phải lúc nào cũng may mắn gặp thời tuổi mậu ngọ cơ hội không có nhiều nên cố gắng nắm giữ ngay khi có thể tuổi canh ngọ đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác tuổi nhầm ngọ tình cảm có điểm bảo rạn nứt do sự giận dỗi vô cỡ con số may mắn số 50 số 89, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Tính cách tẩy mỹ, chỉnh tru giúp cho người tuổi này luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, dường như người tuổi mùi còn đang thiếu đi sự linh hoạt và nhạy bén cần thiết để đạt được kết quả tốt hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hoa, đôi lửa yêu nhau thắm thiết trong sự chúc phúc và ủng hộ từ người thân, bạn bè. Đó cũng là động lực giúp các cặp đôi vượt qua nhiều áp lực cuộc sống để vùng vẹn cho tình cảm hiện tại. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, chính tài mở ra cho người tuổi mùi khá nhiều cơ hội để làm ăn tốt và hứa hẹn sẽ gặt hái được những khoảng hơi đáng kể. Cẩn trọng, nên tận dụng thể mạnh hiện tại để có những bước tiến xa trong tương lai. Tuổi ất môi, nên tập trung vào sự nghiệp khi đang có nhiều cơ hội phát triển. Tuổi tinh mùi hạn chế làm việc tùy hứng và cảm tính. Tuổi kỹ môi, đại cảm xúc lẫn ác dẫn dắt nhiều việc trong công việc. Tuổi tân mùi thời điểm thuận lợi để theo đuổi điều mà mình mong muốn. Tuổi quỷ môi, đào hoa vượng sắc được người khác chủ động tiếp cận và theo đuổi. Con số may mắn số 651 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt chỉnh tứ vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen ngũ hành tường khắc dễ khiến cho người tuổi này cảm thấy mệt mỏi căng thẳng vì áp lực nặng nề may mắn là với nguồn năng lượng dồi dào người tuổi thân có thể thỏa sức đưa ra các ý tưởng sáng tạo trong công việc đang làm tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc, sự hài hước, lẻm lĩnh giúp cho người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt trong mắt những người khác giới. Còn giáp này cần mở lòng mình hơn để tránh bỏ lỡ mỗi nhân duyên tốt đẹp. Ta chỉnh, vận trình ta lộc bình ổn, công việc không thuận nhưng may mắn rằng bản mệnh vẫn duy trì tốt nguồn tài vận cho mình. Cẩn trọng, thiếu sự hàm học hỏi khám phá nên phổng kiến thức lãnh kinh nghiệm vẫn không được cải thiện. Tuổi giáp thân đề phòng tiểu nhân đang tìm cách cản trở tuổi bệnh thân thận trọng trong cách hành xử hàng ngày tránh bị người khác lợi dụng sơ xuất tuổi màu thân chỉ một phút thiếu thận trọng sẽ thu thiệt hại rất nhiều tuổi canh thân sức khỏe gặp dấu hiệu bất ổn tuổi nhầm thân chú ý bổ sung nước và rau xanh để tăng cường sức đề kháng con số may mắn số 7, số 8 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi sửu mười tới với hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ thở mặc dù khó khăn vượt qua nhưng con giáp này vẫn có những rắc rối tiềm tới trong công việc nhưng nhờ có quý nhân nâng đỡ nên không quá nghiêm trọng tuy nhiên nhắc nhở những chủ gà cần phải chăm chỉ hơn Mới có thể hoàn thành tốt công việc còn đang gian dở Tình cảm Vận trình tình cảm chưa được như ý nguyện Sự nhạy cảm của con dắp này vô tình bị kích động Và bản mệnh có thể trở nên cảo gắt giận dữ vô cỡ bất cứ lúc nào Tình yêu đo lưỡi có dấu hiệu pha nhạt, một phần Là do thời gian dành cho nhau còn hạn chế Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến Nguồn thu nhập tới từ công việc chính và phụ Mang lại cho bản mệnh cuộc sống sung túc cẩn trọng, đề phòng các căn bệnh về đường hô hấp, về da do sự ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Tuổi ất dậu có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ hao tài phá lọc. Tuổi tinh dậu cần cố gắng gấp nhiều lần mới mong có được những thành tựu nổi bật. Tuổi kỷ dậu mù quản tin tưởng làm người do hành động cảm tính. Tuổi tân dậu tự mình gây ra khó khăn cho bước tiến của bản thân. Tuổi quỷ dậu quý nhân giúp sức cũng không thể tránh được rắc rối do bản thân tự che mờ mắt. Con số may mắn số 5, số 23, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 11. Tử vi ngày của tuổi tuốt Công việc Phần trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Các dự án làm ăn đều có tiến triển khả quan, phần nào giúp bản mệnh thoải mái và không còn nặng nề như khoảng thời gian trước. Công việc quả bận rộn, một phần là nhờ có quý nhân nâng đỡ, người tuổi tuốt không phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn tạo nên kết quả vượt ngoài sự mong đợi. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn, đa sống vợ chồng thăng hoa, ngập tràn hạnh phúc, nhờ sự kết hợp ăn ý từ cả hai phía. Còn người độc thân có cơ hội tìm được một nửa yêu thương nhờ sự may mỏi của người thân. Tài chính, vận trình tài lộc do dâu Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt đòi hỏi bản mệnh phải thật nhạy bén mới có thể chuyển hóa thành hiện thực. Cẩn trọng, thiếu cân nhắc và thận trọng nên dễ có nhận nước đi sai lầm. Tuổi giáp tuất, đường tình duyên vượng sắc nhờ quỷ nhân che chở. Tuổi bính tuất, tình cảm đo lửa ổn định, người độc thân sẽ tìm được nửa kia. Tuổi mậu tuất, công danh sự nghiệp có khởi sắc thăng hoa trong lĩnh vực của mình. Tuổi canh tuất, thỏa sức sáng tạo và đưa ra những ý tưởng hay ho. Ha. Tuổi nhâm tuất nên tập trung phát triển khả năng sáng tạo của mình. Con số may mắn số 71, số 95, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hại công việc. Vận trình công việc của người tuổi hại trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng, còn giáp này nhanh chóng trở thành trung tâm phần dạy và gắn kết các mối quan hệ nhờ khả năng kết nối tốt của mình. Cấp trên nhìn thấy những điều khả năng tiềm mẫn khác và luôn sẵn lòng tạo điều kiện để người tuổi ngoại phát huy tốt, tối đa sức mạnh đó. Tình cảm, vận trình tình cảm ấm em, tình yêu đo lửa chẳng cần phải quá to tác hay ám mỹ người trong cuộc chỉ cần yêu thương trong bình yên. Tuổi hại độc thân vì quá mãi mê với con đường sự nghiệp nên chưa có nhiều thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Đây là thời điểm tốt lành mở ra cho người tuổi này những khoản thu lớn vượt ngoài mong đợi. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe có điểm xấu do mất cân đối giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Tuổi ất hại, công việc tìm ẩn nhiều rủi ro và thách thức. Tuổi đinh hại, sự cố bất ngờ xảy ra khiến mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu. Tuổi kỷ hại, nghịch cảnh đồng thời là cơ hội để bứt phá giới hạn tội Tân Hải, chiến thắng hoàn cảnh nhờ biết tận dụng lợi thế của mình. Tuổi Quỷ Hải, tình cảm tốt đẹp nhờ sự quan tâm chăm sóc từ nửa kia. Con số may mắn số 19, số 76, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí.